Shop Xe 88 xin kính chào các bác. Chào mừng các bác quay lại kênh YouTube của Shop Xe 88. Em xin được giới thiệu, em tên là Phong, trưởng phòng kỹ thuật của chuỗi showroom Xe 88. Trong video hôm nay em sẽ chỉ cho các bác một bí quyết chỉnh đề nguyên bộ chuyển động của xe mà không nhất thiết phải là chuyên gia. Tại sao lại nói như thế? Vì tình trạng mua xe online ở rất là nhiều tỉnh, cũng như là các bác đến trước cái showroom Xe 88 mua xe về gặp vấn đề là bộ đề đi sau một thời gian sử dụng nó hay bị trục trặc. Thì em để muốn các bác có thể ở nhà tự chỉnh được xe cũng như là đỡ phải mất công mang ra cửa hàng, cũng như là tìm kiếm một cửa hàng để chỉnh xe, thì em làm video này gửi đến tất cả các khách hàng và chưa biết cách chỉnh đề của xe đạp ở thể thao có thể biết cách để chỉnh xe tại nhà như một chuyên gia chuyên nghiệp luôn. Em sẽ hướng dẫn chi tiết cho các bác từ cách chỉnh đề làm sao đi để êm này, để nó mượt, cũng như là bộ chuyển động nó đi sau thời gian sử dụng cần lưu ý những cái gì và nên làm gì khi bộ đề bị kẹt. Đây là những câu hỏi thực sự là em thấy các bác hỏi rất là nhiều, rất là anh may khi không làm video này sớm hơn để gửi đến các bác. Và bây giờ em sẽ đi chỉnh trực tiếp trên một chiếc xe đặt, đó là chiếc Gian ATX 610 số tiền 88 bản giá 5,5 triệu. Thì bác nào có mua xe từ alo trực tiếp hotline 0933 52 486 cũng như 0936 307 317 hoặc truy cập website xe88.vn. Và bây giờ em sẽ đi chỉnh đề cho các bác. Let's go. Trước mặt các bác đây là bộ đề Shimano 7 tầng của dòng Gian. Thì đầu tiên em sẽ hướng dẫn các bác về cách sử dụng bộ ốc này trước. Thì bộ ốc này gồm có một chữ H và một chữ L. Đây là chữ H ở trên các bác nhé, chữ L ở dưới. Thì chữ H nhiệm vụ để di chuyển củ đề từ níp nhỏ lên níp to. Là khi đây, khi các bác đây, các bác phải quay đằng sau này. Các bác nhìn kỹ củ đề nhé. Em sẽ zoom lên cho các bác. Này, khi các bác xoáy chữ H vào này. Đấy, các bác nhìn cái củ đề bắt đầu di chuyển kìa. Đấy, củ đế bắt đầu di chuyển vào. Khi em xoáy ra này. Đấy, củ đế bắt đầu di chuyển ra. Thì chữ H này có nhiệm vụ là điều chỉnh cho 3 bánh răng. 3 bánh răng gồm bánh răng đà, 2 bánh răng đà và níp cuối cùng thẳng nhau. Để chỉnh được đề chuẩn thì các bác phải chỉnh cho 3 bánh răng này thẳng nhau thì các bác sẽ di chuyển chữ H này. Ok nhá. Và tiếp theo đến cái chữ N. Chữ N này thì là nhiệm vụ để chỉnh cho xích không bị bật ra ngoài níp. Xích không bị đứng ngoài níp thì em sẽ chỉnh lên trên này. Đây, giả sử em mở chữ H ra quá này, mở chữ N ra quá này. Đấy, các bạn thấy chưa? Thì xích nó bật ra ngoài. Khi em bác mở chữ N ra quá, xích bật ra ngoài. Thì để nó không bị bật ra ngoài thì các bác phải hãm nó vào. Các bác hãm lấy tầm thôi nhá. Đấy, các bác hãm lấy tầm, bắt đầu chỉnh đề. Được chưa? Và nó không bị hãm bật ra ngoài. Và tiếp theo, khi các bác xoáy chữ N này vào quá này. Khi các bác xoáy chữ N này vào quá này. Thì nó như thế nào? Rất là hấp dẫn. Khi các bác xoáy chữ N vào quá thì khi chỉnh đề nó khó lên cái tầng níp trên. Đấy bạn. Đấy, nó khó, rất khó lên. Nó rất khó lên. Vì nó hãm không cho xích lên cái tầng níp to nhất. Vì thế các bác phải xoáy nó phải phù hợp. Đấy, các bác cứ chỉnh dần là sẽ được. Đấy, ok, này phải là ok hết rồi thôi nhé. Đây là nhiệm vụ của hai con ốc. Còn bây giờ tiếp theo đến là dây. Đến dây các bác nhé. Đến dây đề. Hai con ốc các bác đã hiểu rồi đúng không ạ? Thì tiếp theo đến dây đề. Thì các bác nhớ là chữ H là chỉnh cho tầng níp nhỏ nhất, chữ N chỉnh tầng níp to nhất. Nhiệm vụ là cho tầng chữ H là nhiệm vụ cho 3 bánh đà gồm bánh đà nhỏ, bánh đà 2 bánh đà và níp nhỏ cuối cùng thẳng nhau. Còn chữ L là dành cho chỉnh cho xích không bị bật ra ngoài. Còn về dây đề thì các bác thể xoáy ở đây. Khi dây đề chùn quá này. Các bác này, em zoom xa ra các bác mới hiểu được. Đây, khi dây đề nó chùn quá nhá. Thì các bác xoáy cái này ra ngược ra một tí này. Đoạn này thì dây đề căng lên thì đề sẽ lên đều. Đấy, đây là cách chỉnh đề đơn giản nhất ở đằng sau. Và về đằng trước thì dễ hơn. Đằng trước thì đa số các bác nó cũng có hai chữ H và chữ N. Thì chữ H là nhiệm vụ cho tầng níp to nhất, tầng níp ở bên ngoài. Chữ H là này nó lại đảm nhiệm là tầng níp bên ngoài. Vì H là cao nữa. Cao là dành cho những níp to thì bác phải nhìn trên tay đề nữa này. Khi các bác nhìn trên tay đề này thì cái níp nhỏ nhất nó là số 7, còn cái đĩa to nhất nó lại là số 3.
vì nó nằm nghịch đảo nhau nên các bác hiểu là chữ H là dành cho số to, số to. Đấy, còn chữ N dành cho số nhỏ. Ok. Và tiếp theo, đây khi các bác chỉnh đề đúng không? Thì giả sử mà đề nó không nên được, giả sử đĩa 1 đĩa 2 mà nó khó nên, thì các bác nới dây ra hộp đeo một tí. Đây các bác nới dây ở trên này, nới dây ở đoạn này ra một tí để cho nó căng dây ra là được. Thế thôi. Còn khi nó còn chữ H này, nhiệm vụ là khi giả sử các bác chỉnh đề mà xích nó bật ra ngoài đĩa này thì các bác xoáy chữ H vào. Nó giống hệt đằng sau thôi, hai chữ H trên giờ giống hệt nhau. Còn đa số chỉnh đề thì nếu cùng dây thì các bác nâng nó lên. Và đặc điểm một điểm nữa đó là lưu ý các bác là khi các bác chỉnh đề thì các bác để cho em cái đĩa đằng trước là đĩa số 3, còn níp đằng sau tầng níp giữa giữa để các bác chỉnh. Giả sử các bác chỉnh cái níp đằng sau thì các bác để đĩa số 3 đằng trước, và khi các bác chỉnh đĩa đằng trước thì các bác để níp đằng sau là níp số 5 để chỉnh nó sẽ thẳng hơn. Đấy là những lưu ý của em khi chỉnh đề, rất là đơn giản dành cho những bạn nào chưa biết về chữ H, chữ N và dây cả đằng trước cả đằng sau. Còn trên tay đề, tay đề thì tay đề sẽ gồm có một cái ấn ở dưới, một cái ấn ở trên đúng không ạ? Tay đề bấm xả mà. Thì nhiệm vụ cái ở dưới là sẽ nhiệm vụ đẩy cho các tầng đĩa, tầng níp nó lên trên, còn cái đằng sau đẩy để cái đằng trên này sẽ nhiệm vụ là hành hạ nó về. Giống các bác lên thang máy thì ở dưới là nhiệm vụ là kéo lên, thì phải có cái để kéo về chứ các bác đúng không ạ? Thì bộ đề thế thôi, dưới là nhiệm vụ đẩy lên, đẩy cho nó to lên, trên là nhiệm vụ hạ về. Đây là những bước cơ bản để các bác chỉnh đề khi mua xe đạp tại nhà, cũng như là những bước để các bác có thể bảo dưỡng chiếc xe mình. Còn ngoài ra thì các bác cũng lưu ý khi bảo dưỡng thì chúng ta có thể xịt dầu vào những điểm như lò xo ở trong này, các khớp. Tuyệt đối không xịt dầu vào đĩa các bác nhé. Phanh đĩa mà các bác xịt dầu là chết dở. Đây là những lưu ý cơ bản nhất. Các bác nào thấy video này hay hãy cho em xin một like, đăng ký kênh. Còn đây là video hướng dẫn cho các bác chỉnh đề tại gia, tại nhà, không phải mang lò xốp, cũng như là những kỹ năng chuyên sâu. Cảm ơn các bác dành thời gian để xem video. Xin chào các bác.